xin chào mọi người, lại là Như đây. Mùa thu nơi các bạn hiện tại như thế nào rồi? Mời mọi người đi ngắm mùa thu Thụy Điển cùng Như nhé. Mùa thu ở đây có sự thay đổi rõ rệt về màu sắc khi lá cây chuyển sang gam màu vàng, đỏ, cam. Nhiệt độ thì bắt đầu giảm dần và có thể có những ngày rất se lạnh. Mùa thu ở Bắc Âu bắt đầu vào khoảng tháng 9 đến tháng 11. Thời điểm này cũng bắt đầu vào mùa của các lễ hội. Những cung bậc cảm xúc như vỡ òa trong ánh nắng dịu dàng, làn gió mát, lá vàng lá đỏ rơi rơi, hạt dẻ đã chín rụng trên sườn đồi, cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích vậy đó. Chỉ một cơn gió nhẹ len lỏi qua con phố, lay khẽ những chiếc lá già rơi xuống bên đường, những tán lá ngả màu soi xuống hồ nước xanh trong. Những tiếng bước chân của các đôi tình nhân dìu nhau trên con đường đầy thảm lá vàng rơi, như mang thế giới cổ tích ra ngoài đời thật. Nếu mùa xuân bao giờ cũng lung linh rực rỡ màu hoa, mùa đông ngập tràn một màu trắng tinh của tuyết, thì mùa thu sẽ là một mùa trong trẻo nhất để yêu. Bởi sắc thu ở đây không đẹp rực rỡ như mùa xuân, không ảm đạm như mùa đông, mà là bình yên và rất thơ mộng.